Mày tránh xa Rum Ran ra có được không vậy? Tao không có ý gì hết, không cần lo. Những hành động vừa rồi của mày hoàn toàn trái ngược. Cho dù mày có nói gì đi nữa, tao vẫn khẳng định giúp. Mày đừng có tưởng mày là người của chú Côn thì mày oai lắm. Mày nghĩ là không có ai dám làm gì mày hết đúng không? Mày dùng cái đầu của mày nhớ cho kỹ đi Sunan. Rum Ran là bạn gái của tao. Mày đừng có rình mò giành giật của tao nữa. Cho dù mày là người của chú Côn đi nữa, tao cũng không có sợ đâu. Trước giờ tao chưa từng giành giật cái gì của ai. Tao cũng chưa bao giờ dựa vào uy quyền của chú Côn để ra oai gì đó. Nếu thật sự có ngày mày mất đi Rum Ran là do tự mày chuốc lấy. Đừng có dạy đời tao. Đánh hay quá ha. Theo tôi tới phòng làm việc. Ngay bây giờ. Mấy cái thứ này anh thử nhiều rồi. Nhưng còn em thì anh chưa có thử đó nha. Nếu mà được chắc thịt em ngon lắm đó. Cưng quá. Đáng yêu quá. Đây đưa em đem. Nè uống thêm ly nữa. Đã nói rồi mà, đừng có đi theo. Đúng đó ông chủ. Đi chung mà cái mặt như cái mâm vậy thì đi về bà cho rồi. Chị ơi, uống nữa đi. Đừng căng thẳng vậy chứ. Thoải mái chút, vui vẻ chút. Thôi mà đừng suy nghĩ nhiều nữa, lâu lâu mới có mà. Đó chị coi đi, anh Rakan, anh Sunan không chịu chơi thì em phải ôm show hết luôn nè, thấy không? Nếu không chơi thì phí phạm của trời rồi. Uống đi. Dễ thương chưa? Đau quá. Thơm quá em ơi. Để em lau miệng cho nè. Thì ghét quá. Gì vậy cưng? Không cần căng cái đi. Dạ. Ở đây không ai làm gì chúng ta đâu Rakan. Cũng chưa chắc đâu. Đây không phải địa bàn của chúng ta. Uống nữa hả? Ôi miếng coi. Thôi 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 được rồi. Chết anh cưng. Đừng có chút rượu anh nữa mà. Chết người bây giờ. Anh sắp không chịu nổi rồi. Tụi em hư quá. Hư quá đi. Anh này. Ba đứa em đều hư. Thì ghét quá em ơi. Xuống thiệt em ơi. Ui. Dạ đem rót cho anh nha. Rót nữa hả? Rót thì uống. Thank you.
là đội trưởng sao? Mày tiêu rồi, sơm chai à? Trời ơi! Máy đi. Sao mà con phá quá vậy, thấy chưa? Bể hết đồ rồi kìa. Xin lỗi chị đi con. Xin lỗi chị. Xin lỗi cô nhiều. Không con sao tôi đâu không mà. Cố ý. Để tôi đền tiền cho cô nha. Không cần đâu, tôi không xin lỗi. Cần, không cần mà. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Xong rồi. Nhưng tôi nghĩ anh dẫn đến bệnh viện để kiểm tra lại. Tôi chỉ quen khâu giá cho chó thôi. Tao đã nói rồi, đừng có nhìn mặt tao. Xin lỗi, xin lỗi. Thank you.
trọ của tao. Miễn. Được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Qua đây. Đó, hay lắm. Trời, đá đầu dư vậy thằng này. Đá ba chục lắm mà. Bên này nè. Chuyện đâu vậy? Chuyện đâu vậy anh? Qua đây. Rồi, coi kìa. Ê, đem nó qua đây. Đi đi. Dạ. Bộ mày điếc hay sao vậy? Muốn lấy tự qua lấy. Mày chờ tới tối đi con. Trắng trẻo như mày tao mê lắm. Để tao kiếm dầu ăn. Chơi tiếp tụi mày. Chơi. Ê. Một chọi một không? Nếu như mày thắng tao, tao sẽ hiến thân cho từng đứa tụi mày. Nếu mày đã nói như vậy thì chơi mày. Trên đây. Đóng cửa lại. Thank you.
uống nước đi anh. Ừ, hôm bữa chỉ hiểu lầm thôi à. Em xin lỗi nha. Đừng vậy nữa là được. Em biết rồi. Đứng yên đó. Đại ca, nghe nói thằng này cũng dữ lắm á. Có chuyện gì đây? Tôi muốn gia nhập nhóm của anh. Đủ lông đủ cánh như mày, đâu cần người như tao làm người bảo kê nữa. Dù có tài giỏi cỡ nào cũng không thể so được với quyền lực của anh Sửa đây. Mày biết tao là ai luôn sao? Anh Sửa, con trai của chú Côn Băng Quả Diệm, làm gì có ai mà không biết danh tiếng của anh. Sau này tâm sự đều nhờ anh. Ăn. Nhanh đi, nhiều nhanh vô đi, nhanh đi. Cho gì ít xịt vậy mày? Để chó ăn hay gì? Tới tôi. Nè, nhanh ra, nhanh ra. Giờ mở anh Sửa, giờ mở anh Sửa. Nè. Dạ, anh Sửa. Biến đi. Đi thôi, đi, 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 đi. Nhanh đi tụi bay. Em trai ngồi lộn chỗ rồi hả? Cái chỗ này có chủ rồi thằng nhóc à. Nhưng đây là đất nhà nước, nhà tù cũng là đất của nhà nước, ai muốn ngồi chỗ nào cũng được mà. Nói chuyện pháp luật ở đây hả? Nè, mày không muốn giữ cái đầu này lại nữa hả? Mày ngon hả? Theo tao. Làm gì đó? Đâu có làm gì đâu. Không có gì hết. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đi ngủ đi.
Làm gì vậy? Không đáng đâu. Nghe tao đi. Tao nhịn hết nổi rồi. Tụi nó lấy quyền gì đánh hội đồng tao chứ? Mày biết chúng là ai không? Nó là anh Sữa, con chú Côn của băng quả diệm, mày có biết hay không? Con ai kỳ tí nó chứ? Tao không quan tâm. Tao hạ quyết tâm rồi. Tao xuống xác nó luôn á. Nè, biến hết đi, anh Sửa chuẩn bị tắm. Biến nhanh. Tụi bay nhanh chân lên. Bị điên rồi hả? Dừng tay. Bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Ta nói bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Khốn kiếp. Chết đi. Tao giết mày. Nè, thằng kia, thằng này đánh nhau hả? Bỏ dao xuống. Nghe không? Bỏ dao xuống. Mày sao rồi? Xém chút nữa là tiêu đời rồi. Nhưng mà còn mày, còn sống. Sao mày lại chạy tới giúp cho tao vậy? Tôi không nghĩ là sẽ giúp anh đâu. Tôi xui nên ăn dao thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày. Chuyện nhỏ thôi anh Sửa. Tôi còn nhờ vả anh nhiều lắm. Tao rất thích tính trượng nghĩa của mày. Tao với mày kết làm anh em đi. Hay là mày chê tao?
chê. Phải gọi là hãnh diện mới đúng, được làm anh em với anh. Nếu vậy từ bây giờ mày và tao sẽ trở thành anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. À, tao vẫn còn chưa biết tên của mày nữa. Sunan. Tốt, cái tên rất mạnh mẽ. Từ bây giờ nếu mày có chuyện gì, cứ nói thẳng tên tao ra. Dù không có người sợ, thì cũng có người kiêng nể. Ừ. Ngoài cái thằng điên mắc cận kia ra. Cảm ơn anh nhiều nha. Qua đây. Hey. Đây nè. Nè. Đây. Chơi vậy mới đã chứ. Rồi, tiếp tục quay. Chạy đây. Dành bánh đi, nhiệt tình vô. Bên đây. Ăn gà đi. Anh ăn chung với em đi. Hơi, mày đừng ngại, cứ ăn nhiều vô. Dù cho tao đang ở trong đây, nhưng muốn ăn gì thì cứ kêu gửi vô thôi. Nhưng cơ hội được ngồi ăn với anh em kết nghĩa, lâu lâu mới có. Sao anh lại nói như vậy chứ? Không lâu nữa anh được tra rồi. Tao dính án cướp của, không được thả ra sớm đâu. Dù tao có chủ động nhận tội thì án cũng còn lâu lắm. Tao đâu có được may mắn giống như mày, vận chuyển tới nhiêu đó hàng lại được hủy án vì mất vật chứng. Kiếp trước mày tích phúc đức kiểu gì vậy? Nè, uống đi. Cảm ơn anh nhiều. Ê, ra tù rồi á, mày nhớ đi tìm ba của tao nha. Tao báo cho ông biết rồi, ông hứa nhận mày vô làm đó. Thật sao anh? Cảm ơn anh nha. Ê, nhậu đi. Ờ, đây, xin mời. Đây. Người trong hình này là Tony, là cánh tay phải của chú Cole. Không bao lâu nữa, hắn sẽ lên thay thế chú Cole. Cậu phải tìm ra chứng cứ để bắt cho được hắn ta. Không phải nhiệm vụ của tôi là bắt chú Cole hay sao? Giải quyết chú Cole thì có tác dụng gì chứ? Khi chuẩn bị có kẻ lên thay thế, chúng ta nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, loại trừ hết mầm mống của chúng.
Chú Côn hy vọng lô hàng lần này làm anh hài lòng. Come on, nói với chú Côn, tôi chờ lô hàng tiếp theo. Chúc mừng chú, chúc mừng chú, chúc mừng. Cảm ơn nha, cảm ơn rất nhiều, cứ tự nhiên. Dạ, dạ. Cảm ơn nha, mọi người cứ tự nhiên. Chúc mừng sinh nhật chú Côn. Chúc chú sức khỏe và làm ăn phát triển. Cảm ơn nhiều nha, Tony. Chú Côn à, người mà anh Sử giới thiệu đã tới rồi nè. Ừ. Dạ, chào chú. Cậu là Sunan hả? Dạ, là cháu. Nếu cậu là em kết nghĩa của thằng Sử thì cũng coi như là con trai của tôi. Từ nay làm việc chung với nhau, nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi sẽ giải quyết cho cậu. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cứ việc tự nhiên đi. Dạ. Râm rách. Anh nói anh Ginh là kẻ phản bội ông chủ hay sao? Không có, tôi không có nói. Nhưng những gì tôi nghe được là như vậy đó. Là ai nói chứ? Anh Brakan. Cô bị điếc bị mù rồi hay sao? Sao không chịu nghe lý lẽ gì hết vậy? Tôi không bị điếc cũng không bị mù. Lý lẽ của anh là gì hả? Tôi chỉ tin vào những gì mà tôi nhìn thấy. Anh Ginh chắc chắn không phải như vậy. Vậy thì nó đã biến đi đâu? Sao lại không chịu quay về? Cho dù thế nào tôi cũng không tin đâu. Thank you.
Anh đến rồi hả Mọt? Gánh. Gánh. Gánh à. Hàng. Hàng ở chỗ. Bình quá. Gánh. Ở tiệm quà. Gánh. Gánh à. Đứa nào lao? Mà hỏi đứa nào lao? Bà hỏi đứa nào làm hả? Trả lời ba. Không nói hả? Không nói cũng bị đòn. Sao em lại bỏ đi? Ba lo cho em nhiều lắm đó. Lo lắng? Người như ba mà lo lắng cho ai chứ? Ông lo cho bản thân ổng thì có. Tại sao em lại nói ba như vậy? Nếu ba lo lắng thật, ông đã không đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Chính ba là người đã khiến tôi thành ra như vậy đó. Thật ra ba cũng đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng tại sao anh lại không như em? Rồi sao? Cuối cùng thì ba cũng gọi anh về mà. Có gì cần nói nữa không? Nếu có thì nói nhanh lên đi, tôi bận lắm đó. Ba gửi lời xin lỗi em. Xin lỗi cái gì? Ba nghĩ tất cả là tại ông, đã khiến em ra nông nổi như hôm nay. Vậy sao ông không tự đến mà nói? Ba không đến được. Không đến được? Không đến được hay là không muốn đến vậy? Ba mất rồi Gân à? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Em đừng coi tình yêu thương và niềm hy vọng của ba dành cho em là chuyện không tốt hay là chuyện ba la em, là chuyện phiền phức nữa. Bởi vì ba chưa từng muốn em trở thành như vậy. Em của ngày hôm nay là do chính bản thân của em đã chọn. Chính anh cũng có phần liên quan đến chuyện này. Vì anh đã quá thương yêu và che chở bảo vệ cho em. Từ lúc nhỏ anh luôn ra mặt nhận lỗi thay cho em. Thành ra anh đã hại em. Kể từ nay không ai ép buộc em nữa rồi. Em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Em nghĩ anh không phải là anh trai của em. Nhưng đối với anh, em là đứa em trai duy nhất mà anh yêu thương. Nếu một ngày không còn nơi để về hay gặp chuyện gì khó khăn, thì ngôi nhà này vẫn chào đón em trở về. Thank you.
cuối cùng thì em cũng đã quay về. Em đừng lo nữa Gân à. Nơi này sẽ là nơi yên nghỉ cho em. Ngủ ngon nha. Hãy cho anh thời gian. Kẻ nào ám hại em, anh sẽ bắt kẻ đó trả giá bằng mạng sống. Anh hứa với em. Xin mời ngài ạ. Tại Phim TV. Cậu ngồi đi. Không phải cậu nói kế hoạch chắc chắn lắm hay sao? Tôi thấy chắc tiêu thì đúng hơn. Tôi xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng. Ê, không cần phải xin lỗi tôi làm gì. Chỉ cần cậu hoàn thành tốt việc đã hứa là đủ lắm rồi. Hả? Chắc chắn rồi. Ta phải trừ khử gã xôm trai thích ngán đường này. Nhưng bây giờ tôi có chuyện khác quan trọng hơn. Chuyện gì mà quan trọng hơn thằng xôm trai vậy? Tôi nghi trong chúng ta có nội gián. Hả? Có nội gián à? Sao có thể được? Hai đứa tôi cử đi trừ khử xôm trai, có một đứa bị mất tích. Sau khi hư chuyện, tới giờ nó vẫn chưa quay về nữa. Lớn chuyện rồi. Không được, không được. Nếu có nội gián đúng như lời cậu nói, lấy được bằng chứng chuyện làm ăn của chúng ta, thì lần này cả đám Tiêu Tùng là cái chắc rồi. Chuyện này tôi đã biết. Tôi đang khẩn trương cho người xử lý vụ này rồi. Rất vui được gặp cô. Ngài đến dùng bữa sao? Tôi đến cùng với cậu Tony. Còn cô đến đây có chuyện gì?
À, em có một cuộc họp ở đây. À. Tìm người cùng ăn cơm ngài cũng nên lựa chọn cẩn thận. Có một vài người không chỉ thích ăn cơm mà còn thích ăn luôn cả đồng đội. À. Trời, người giống như tôi chắc là không ai hứng thú ăn đâu ha. Vừa dai, vừa khó nuốt, giống như cao su. Nhưng mà là người của cô bác sỏ nó thì chưa chắc đâu ha. Tôi đảm bảo sẽ ăn cả đầu, tới đuôi luôn, nhai cả xương, không sót miếng nào. Vậy mời ngài đến quán của em nha. Em sẽ đãi ngài loại hàng ngon nhất, đảm bảo rất hài lòng và chắc chắn lại muốn ăn tiếp. Còn nếu như ngài không thích dạng thành thục quá, muốn thử hàng mới, em đáp ứng cũng được luôn. Cảm ơn cô đã ưu ái tôi. Thật ra tôi cũng muốn lắm nhưng tôi sợ lên báo. Nhất là thời hiện nay điện thoại quay phim được, lỡ như bị quay lén là tôi chết chắc à. Vậy à, ngài thấy em cung cấp dịch vụ tận nhà được không? Đảm bảo luôn được an toàn, muộn phiền tiêu tan. Vậy thì quá hay. Vậy à, lúc nào ngài cần, hãy cứ gọi cho em, luôn sẵn sàng phục vụ. Cảm ơn ngài, coi như cô hứa rồi đó. Dạ được. À, vậy thì tôi có chút chuyện phải về trước, có gì cần xử lý ha. Chào ngài. Chào ngài gì. Nè, vội vàng vậy? Vào trước đi. Dạ. Chẳng có gì để nói hết. Sao cứ tỏ ra tuyệt tình với nhau như vậy chứ? Dù gì chúng ta cũng là tình xưa nghĩa cũ mà. Có điều giờ mà phải âu yếm tình cảm, tôi nhất định từ chối. Bởi vì tôi không thích sử dụng món đồ sắp hết hạn. Anh vẫn cứ quên quan không thay đổi. Có mỗi chuyện khử sơm chai còn không xong, mà cũng có thể là đèn cạn dầu nên mất hết khả năng. Nhai tin đó. Mấy chuyện như vậy thì phải nhanh tay lẹ mắt, không lại bị đâm sau lưng nữa. Bài học cũ còn đó, học rồi thì phải nhớ chứ. Kẻ ngốc như em, dù có được bài học cũng chẳng thông minh lên được đâu. Chỉ bớt ngu ngốc với những chuyện em từng trả giá để được học thôi. Anh, em và tôi đẳng cấp rất khác nhau. Em muốn gây khó dễ cho tôi, ráng đợi đến kiếp sau đi. Đồ khốn kiếp, sẽ có một ngày tôi bắt anh phải trả giá. Anh Rakan, em hỏi anh một chuyện nha. Chuyện gì? Anh thật sự tin việc anh Ginh phản bội ông chủ làm nội gián cho cảnh sát sao? Ông chủ ra kìa. Hai cậu phải tìm cho ra thằng Gun, nhưng không được nói cho Watt biết. Ừ. Tại sao vậy ông chủ? Tôi không muốn kéo theo phiền phức sau này nữa. Nếu như đúng nó phản bội chúng ta như lời thằng Suna nói. Nếu như tìm được nó, ông chủ muốn chúng tôi xử lý nó ra sao đi? Khử luôn, hay là bắt nó về để gặp ông chủ? Bắt nó về trước đã. Tôi muốn nghe chính miệng của nó giải thích mọi chuyện. Tôi không muốn phán xét điều gì khi chỉ mới nghe từ một phía. Còn nếu như Gân không chịu về thì sao? Nếu là như vậy thì hết cách rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
Nếu như người này chính là nội gián mà đội trưởng cài vào, thì anh nên nhắc nhở anh ta, để lại manh mối cho người ta truy ra dễ dàng như vậy, coi chừng mất mạng hồi nào không hay đó. Vẫn chưa hết đâu. Còn tìm được gì? Tay súng bắn tỉa đã bắn anh rồi ngã khỏi tòa nhà và mất tích. Em đã đến tận hiện trường dù gì để kiểm tra rồi. Đúng là chỗ đó có nhiều vết máu, chứng tỏ là bị thương rất nặng, nhưng mà chưa chết. Vì vừa bị ngã từ tòa nhà xuống, vừa bị bắn, vậy là em đã thử suy luận cho hợp lý. Nếu đổi lại là em, điều đầu tiên em sẽ làm là đi tìm nơi chữa trị vết thương cho chính mình, tức là đi tìm bác sĩ, đúng không? Nhưng mà em không thể nào tìm bác sĩ được. Vậy em tới thì bác sĩ sẽ báo cảnh sát liền. Nên để an toàn, em sẽ phải lựa chọn cách thứ hai. Là sao? Cách thứ hai là gì? Nếu không thể tìm bác sĩ chữa cho người, thì có thể tìm một bác sĩ chữa cho thú. Và em đã có được ảnh vẽ chân dung của tay súng đó, mang về đây. Dạ đây. Đây hả? Ảnh chân dung tay súng sao? Tại vì nhân chứng bị tay súng hù dọa nên không dám nhìn thẳng vào mặt tay súng đó, nên họ chỉ nhớ được nhiêu đây thôi ạ. Ở trong bình hoa Kinh Nam, tiệm bán quà Kinh. Alo. Tôi nghe. Là tiệm bán quà đúng không? Dạ đúng. Quý khách cần tôi giúp gì ạ? Tôi đang cần mua quà nhưng không biết đường đến đó. Tiệm tôi nằm trên đường Gia Rân Cung đó. Đi vào hẻm 28 một chút là sẽ thấy ngay. Không biết quý khách có định mua loại quà gì chưa? Tôi chưa biết. Để tôi tới lựa luôn. Nếu tiệm không thấy tiệm hoặc có vấn đề gì cần, anh có thể gọi tiệm lúc nào cũng được hết. Hân hạnh được phục vụ. Thank you.
Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mau, chậm chậm quá, mau lên. Mau lên, xuống. Mau lên. Anh sẽ tự mình tìm cho ra sự thật. Tên đó bắt tại trận rõ ràng rồi nha, ngoan ngoãn hợp tác đi. Đưa tay đây. Tôi nói đã. Anh điên rồi. Im lặng đi. Thả tôi ra. Tôi không cố ý mà. Tôi cũng không giật đồ của cô. Có người chạy đụng vào tôi rồi làm rớt, tôi chỉ nhặt giúp thôi. Muốn qua đường hả? Để tôi giúp anh nha. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Không có gì. Làm ơn. Để anh cẩn thận nha. Không có gì. Làm ơn. Không cái gì. Nói không chừng mình đã hiểu lầm anh ta rồi.
Chờ đã, anh kia, anh kia, tôi gọi mà anh đi đâu vậy? Anh gì ơi? Xin lỗi nha. Nè. Anh kia, nè, đứng lại đó, đứng lại. Nè nè nè, anh biết rồi sao? Tôi kêu mà không thèm quay lại nữa. Cô gọi tôi làm gì? Tôi đã nói là tôi không có lấy đồ của cô. Khoan đã, tôi đem cái này trả lại cho anh đây nè. Cái gì? Hồi nãy chính anh làm rớt ở đằng kia, tôi đem trả lại cho anh. Cô lấy của tôi hả? Tôi xin lỗi. Ừ, thật ra thì tôi cũng muốn xin lỗi anh về chuyện lần trước đã hiểu lầm anh là kẻ xấu á. Không có gì. Vậy chỗ đó lần trước có đau lắm không? Cô thử không? Cô đau cỡ nào? Ơ tôi khỏi. Tôi có cái kia đâu mà biết đau hay không. Cái anh này kỳ cục quá. Ơi. Hả? Làm gì mà lố dữ vậy? Hay là vậy đi. Tôi sẽ đãi anh một bữa, coi như xin lỗi về chuyện lần trước đã làm anh đau. Xin lỗi được rồi, không cần đãi. Đi, năn nỉ đó. Tôi đãi nha 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 nha. Tôi không ăn đâu. Ăn đi, tôi năn nỉ đó. Tôi năn nỉ để coi em nó còn đau hay không. Im, nói nhỏ không được sao? Người ta nghe đó. Nha. Nha. Đi cà phê đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại cà phê thì cà phê. Tiệm nằm trên đường Gia Rân Cung. Đi vào hẻm 28 một chút là sẽ thấy ngay. Cảm ơn bác vì đã canh tiệm giúp cho con. Trời ơi, giúp nhau chút thôi mà có gì. Mà nãy giờ có khách nào đến tiệm tìm con không vậy bác? Không thấy ai tới tìm con hết á. Anh Kinh, anh đi đâu vậy? Mọi người đi tìm anh khắp nơi. Tìm làm gì? Trời ơi, thì là cái lúc anh đi bắn, thì từ lúc anh với Sunan nhận nhiệm vụ đặc biệt đi khử tên đội trưởng, sau đó thì anh biến mất. Anh Sunan quay về một mình.
Bây giờ mọi người ai cũng đổ dồn nghi ngờ về anh hết. Nói anh phản bội ông chủ. Em thì không tin đâu, anh không phải loại người đó. Mà nói đi phải nói lại nghe, anh biến đi đâu vậy? Ông chủ hiểu lầm anh rồi kìa. Giờ ông chủ ở đâu? Ở nhà chứ đâu. Anh đi không? Đi. Anh đi theo em. Tập 7. Dạ mời ạ. Mời, tự nhiên nha. Ừ. Bộ dạng của anh lén là lén lút, y chang ăn trộm hả? Nhìn tôi giống trộm tới vậy hả? Cũng giống lắm à. Nhưng mà nếu nói anh là cảnh sát tôi cũng tin được. Muốn nghỉ sao nghỉ. Ừ. Anh có thường tới đây không? Cũng thường lắm. Tới làm gì? Thì đi dạo, xem cá. Xem cá hả? Nè, anh cũng thích nuôi cá thật sao? Tôi thích cá, nhưng không có nuôi, không có thời gian. Nếu thích cá, muốn nuôi nhưng không có thời gian thì nuôi loại này, cá vàng đó. Nè, chỉ cần kiếm một cái chậu nhỏ rồi cung cấp không khí, vậy là được rồi. Chỉ có điều là nhìn nó sẽ không được đẹp lắm thôi. Chỉ có một con à. Cô là chuyên gia hả? Thì biết chút chút. Không dám tự nhận là chuyên gia đâu. Vậy nuôi cá gì? Tôi á hả? Ừ. Tôi từng nuôi giống Trung, giống Nhật Bản. Cá vàng ngọc trai, Ranchu, mắt bong bóng, Oranda. Gì nữa ta? Nhiều loại lắm á. Và từng loại cá phải được nuôi riêng trong từng hồ khác nhau. Nhưng mà chết hết trơn rồi. Nhà cô là trại cá hả? Điên quá. Nếu nhà tôi là trại cá, hồ cá nhất định phải bự cỡ bể bơi luôn, đủ chỗ nuôi cá coi luôn đó. Tôi cũng ước được như vậy lắm. Lúc đó tôi sẽ nhảy xuống dưới bơi chung với đám cá của tôi luôn. Niềm đam mê cá ngấm vào máu cô luôn rồi. Cũng tạm tạm. Chuyện gì? Ông chủ gọi quay về gấp. Biết rồi. Tôi về liền. Tôi có chuyện gấp, tôi phải đi trước đây. Cảm ơn cô mời tôi cà phê nha. Chuyện nhỏ mà, có gì gặp anh sau nha. Không gặp tốt hơn đó. Tôi không muốn bản thân mình bị thốn giống như lần trước. Và lồng tiếng phim TV. Dạo này anh khỏe không? Khỏe. Ông chủ đang chờ.
Cậu nói đi. Nói những gì lúc nãy cậu nói với tôi. Lúc tôi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa, chỉ lập tức đi điều trị vết thương thôi. Cậu đi đâu mà gặp được Gân vậy? Em gặp ở tiệm hoa mà anh Gân hay tới đó ông chủ. Với lại tại vì em nghĩ nếu như anh ấy muốn tìm chỗ trốn, anh ấy sẽ chọn chỗ mà anh ấy thích. Hơn nữa trước giờ anh Gân vẫn luôn là khách hàng thân thiết ở chỗ đó. À còn một chuyện quan trọng nữa, là cô chủ ở đó đẹp lắm ông chủ. Đẹp bá cháy bù chét luôn. Đủ rồi. Tóm lại là em gặp ở tiệm hoa đó ông chủ. Cậu tới tiệm hoa đó để làm gì? Do thấy quen quen, có cảm giác rất quen thuộc với chỗ đó, cho nên tôi mới quyết định tới thử, biết đâu sẽ nhớ ra. Nếu vậy tại sao mày nhận ra được Bin? Tôi không nhận ra cậu ấy. Bin chủ động tới gọi tôi, rồi nói ông chủ đang tìm tôi, nên tôi theo cậu ấy về đây. Biết đâu tôi biết được mình là ai. Cậu thử ráng nhớ lại đi Gân. Ai là người đã bắn cậu? Tôi thực sự không nhớ. Cậu không nhớ? Sao lại không nhớ được chứ? Dù lần này chỉ có bốn người chúng ta biết, tôi và ông Richie là người biết mục tiêu là ai. Ngoài ra còn có hai cậu. Biết người bước lên trên sân thượng chính là Sơm Trai. Rốt cuộc ai là kẻ phản bội? Tôi cũng không biết. Nhưng ông chủ đã nói nhiệm vụ lần này được giao cho tôi và anh ta thực hiện. Ông nên hỏi anh ta đi chứ. Mày ám chỉ tao là nội gián hả? Nếu tao là nội gián thì tao về đây làm gì? Tìm cái chết hả? Không chừng mày có âm mưu gì đó, ai mà biết được. Nếu thật sự có ai đó đáng nghi thì người đó phải là mày mới đúng. Khi không mất tích mấy ngày liền, vừa về thì nói mình mất trí nhớ. Biết đâu là mày không hề bị mất trí nhớ thì sao? Chỉ có mày biết thôi. Được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa.
anh có bị làm sao không? Anh không sao hết. Sao anh nói là anh ghen phản bội? Vậy đây là cái gì? Rõ ràng là vu khống mà. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Có đau lắm không anh? Sau này đừng đột nhiên biến mất như vậy nha.